Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh Tin Mới. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý được phát trong chương trình ngày hôm nay. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm đặc biệt quan tâm đến công nghiệp quốc phòng. Chỉ chưa đầy nửa tháng sau ngày khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, ngày 15 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị thành lập phòng quân giới tiền thân của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Ngày nay, sau khi thành lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, cần cấp và quan trọng nhất của chúng ta lúc này là việc quốc phòng, đánh giặc trước hết phải có vũ khí, lịch sử mấy nghìn năm chống ngoại xâm để giữ nước, và giữ nước đã chứng minh, ông cha ta luôn chú trọng đến hai yếu tố cơ bản là con người và vũ khí. Ngay từ nhà nước Văn Lang, người Việt đã biết chế tạo nhiều thứ vũ khí lợi hại để đánh giặc. Thời U Lạc, người Việt đắp thành cổ loa, chế tạo nỏ Liên Châu, nhiều lần đánh lui cuộc tiến công của quân xâm lược. Thời nhà Lý đã chế tạo thang mây, máy bắn đá. Thời nhà Trần, chế tạo nhiều loại thuyền chiến. Cuối thời nhà Trần, đầu thời nhà Hồ, ông cha ta đã có bước nhảy vọt về kỹ thuật khi chế tạo và sử dụng thành công hỏa khí. Nhà Hồ sáng chế ra thần cơ săn pháo. Đến thời vua Quang Trung, nghĩa quân Tây Sơn làm ra hỏa hổ, hỏa đồng, hỏa cầu lưu huỳnh. Ngày nay, chúng ta đã được hòa bình, tự do, nhưng vẫn còn đó những thế lực bên ngoài, luôn nhằm nhè lãnh thổ của nước ta. Quân đội của nhân dân Việt Nam vẫn ngày đêm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng ấy. Cùng với đó là nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Trong những năm gần đây đã có những tiến bộ vượt bậc, Việt Nam đã tự chế tạo được nhiều vũ khí mới, đẳng cấp quốc tế, khiến nhiều nền quân sự thế giới ngạc nhiên và được một số quốc gia đánh giá là hình mẫu đáng tham khảo cho các nước khác để xây dựng cho riêng mình. Vậy Việt Nam ta đã làm được điều gì mà khiến cả thế giới nghiêng mình nể phục như vậy? Hãy cùng tên kênh đi tìm hiểu hàng Made in Việt Nam chất lượng cao như thế nào nhé! Trong hơn 70 năm qua, việc đẩy mạnh xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng lưỡng dụng, nâng cao tiềm lực quốc phòng, an ninh của đất nước đã góp phần từng bước hiện đại hóa, nâng cao sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, cũng như tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tổ chức lực lượng công nghiệp quốc phòng được củng cố, kiện toàn, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của quân đội và ngày càng gắn kết hòa nhập với công nghiệp quốc gia. Chất lượng nguồn nhân lực công nghiệp quốc phòng không ngừng được nâng cao. Hiện nay, với đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Tổng cục, hơn 600 đồng chí có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ và hàng nghìn kỹ sư được đào tạo cơ bản trong và ngoài nước, có trình độ kỹ năng và phương pháp công tác tốt, giàu kinh nghiệm, khả năng nghiên cứu, sáng tạo độc lập, tiếp thu và làm chủ công nghệ chuyển giao, là nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng. Đặc biệt, trong 10 năm qua, một chặng đường không ngắn cũng chẳng dài, nhưng đã đánh dấu những bước chân thần tốc và sự phát triển vượt bậc của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Ít ai ngờ được trong thời gian này, công nghiệp quốc phòng nước ta, từ chỗ chỉ sửa chữa nhỏ được các loại vũ khí nhất định, sản xuất được một số loại trang bị có hàm lượng công nghệ thấp, đã lớn nhanh như thổi, phát triển nhanh chóng và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo bước phát triển vững chắc, năng lực nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật của công nghiệp quốc phòng Việt Nam đột phá, làm chủ công nghệ sửa chữa, cải tiến và sản xuất nhiều loại vũ khí, trang thiết bị thế hệ mới, công nghệ cao, hiện đại, góp phần đảm bảo cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, hiện đại hóa quân đội. Không những thế, bên cạnh việc sản xuất vũ khí, trang bị phục vụ nhu cầu trong nước, công nghiệp quốc phòng Việt Nam còn định hướng đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm Made in Việt Nam ra nước ngoài, nhằm phát huy tối đa hiệu quả của các dây chuyền sản xuất, duy trì tay nghề cho đội ngũ kỹ sư và công nhân kỹ thuật, đồng thời tạo nguồn lực tài chính để tái đầu tư cho phát triển. Một trong những yếu tố làm nên điều thần kỳ của công nghiệp quốc phòng nước ta, đó là thông qua hợp tác quốc phòng với Israel. Lần đầu tiên Việt Nam có một dây chuyền sản xuất súng bộ binh tiên tiến, có tính đồng bộ cao và tự động hóa tại nhà máy Z111 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Dây chuyền hiện đại bậc nhất thế giới này chẳng những sản xuất được những dòng súng mới theo thiết kế của Israel mà còn cho phép công nghiệp quốc phòng Việt Nam đạt những nền tảng đầu tiên cho việc phát triển các dòng súng bộ binh thế hệ mới của mình. Đầu tiên không thể không nhắc tới súng trường tấn công vươn tầm thế giới. Trên cơ sở công nghệ mới nhất được chuyển giao đồng bộ từ A đến Z, chúng ta có thể thỏa sức nghiên cứu và chế tạo nhiều dòng súng Made in Việt Nam khác nhau, đáp ứng nhu cầu đặc thù về địa hình, khí hậu và thể trạng người lính, cũng như nghệ thuật quân sự Việt Nam. Và chỉ một thời gian ngắn sau khi đưa vào vận hành, nhà máy Z111 đã cho ra đời GK1, GK3 là hai mẫu súng được dán nhãn của Việt Nam, có đẳng cấp thế giới đầu tiên và hoàn toàn với người Việt tự thiết kế, chế tạo. Các dòng súng này đã có mặt tại triển lãm quốc phòng ISO Defense 2018. Có thể thấy rõ một điều là cả GK1 và GK3 đều được phát triển dựa trên sự kế thừa những ưu điểm của hai dòng súng trường tấn công Galileo 32 và súng tiểu liên đặc. Đây cũng là điểm khiến hai mẫu súng trên trở nên đặc biệt.
khi các kỹ sư quân sự Việt Nam khéo léo kết hợp hai vũ khí hàng đầu thế giới là Nga và Israel vào trong một thiết kế duy nhất. Chưa dừng lại ở đó, mẫu súng mới không chỉ đáp ứng các yêu cầu kỹ chiến thuật của một mẫu súng trường tấn công hiện đại, mà còn phù hợp với địa hình và khí hậu khắc nghiệt ở Việt Nam. Cũng cần phải nhắc lại rằng, rất nhiều mẫu súng trường tấn công hay tiểu liên trên thế giới, trước khi thành danh đều từng trải qua bài kiểm tra khắc nghiệt nhất tại rừng núi và sông ngòi ở Việt Nam. Và chỉ cần vượt qua được thử thách này, thì chúng có thể sống tốt ở bất kỳ chiến trường nào. Minh chứng rõ nhất chính là cuộc so kè một mất một còn giữa M-16 của Mỹ và AK-47 do Liên Xô chế tạo. AK-47 đã tỏ ra vượt trội về độ bền, cũng như độ tin cậy khiến lính Mỹ cũng phải bái phục. Nếu Nhật được chỉ hận là không có anh trai để dùng. Chế tạo vũ khí bộ binh là nền tảng cơ bản nhất của bất cứ ngành công nghiệp quốc phòng nào trên thế giới. Thế nhưng không phải vậy, quốc gia nào cũng sở hữu khả năng tự thiết kế và chế tạo các loại súng bộ binh, bởi năng lực này chỉ có một số cường quốc quân sự. Việc chúng ta có thể thiết kế và chế tạo gần như toàn bộ các mẫu súng bộ binh lẫn đạn dược đi kèm phục vụ tốt nhu cầu trong nước, thậm chí là cho xuất khẩu, đã chứng minh được năng lực cũng như sự phát triển của công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong những năm qua. Chưa dừng lại ở đó, Việt Nam cũng nghiên cứu và phát triển các loại vũ khí khác phù hợp và cần thiết với quân đội ta như Hỏa thần diệt tăng RPG-29, súng chống tăng RPG-29 do Liên Xô sản xuất và được sử dụng trong biên chế nước này từ năm 1989 tới nay. Việt Nam đã nhập số lượng lớn súng, bên cạnh việc mua giấy phép để sản xuất trong nước. Được biết, Việt Nam đã sản xuất thành công loại súng chống tăng cực nguy hiểm này trong khoảng 5 năm trở lại đây. Phiên bản RPG-29 do Việt Nam sản xuất có tên gọi là SCT-29. Ngoài việc tự sản xuất được súng, chúng ta còn tự sản xuất được đạn và định danh là DCT-7. Các chuyên gia nhận định, hàng của Việt Nam sản xuất có thể vô hiệu hóa các loại xe tăng hiện đại nhất thế giới hiện nay. Trên cơ sở phóng sự của truyền hình quốc phòng Việt Nam về dự án phát triển tên lửa Made in Việt Nam, trang tin quân sự tiếng Nga Top War vừa có bài bình luận về những bước tiến mới của công nghiệp quốc phòng nước ta và đánh giá việc Việt Nam chế tạo thành công nhiều loại tên lửa bằng nguồn lực trong nước để sớm gia nhập câu lạc bộ tên lửa thế giới. Theo đó, bất kỳ quốc gia nào tiềm lực tài chính đủ mạnh và ít bị tác động bởi các yếu tố chính trị thì đều có thể dễ dàng mua sắm một số loại tên lửa có sẵn trên thị trường thế giới, từ tên lửa chống tăng, tên lửa phòng không, tên lửa diệt hạm, thậm chí cho tới cả tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, để sở hữu công nghệ chế tạo và sản xuất ra tên lửa lại là vấn đề hoàn toàn khác, không phải cứ quốc gia lắm của nhiều tiền nào cũng có thể nắm được. Hiện nay, bí quyết công nghệ chế tạo tên lửa đỉnh cao chỉ có một số quốc gia sở hữu được mà thôi, có thể kể đến là Nga, Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ và một số quốc gia phát triển khác. Tuy nhiên, những công nghệ hàng đầu như vậy thường sẽ được quốc gia sở tại giữ bí mật tuyệt đối, rất hiếm khi chia sẻ, trừ khi có những thỏa thuận đặc biệt. Nhưng thật ngạc nhiên, Việt Nam đang có những bước tiến thần kỳ để rút ngắn khoảng cách với các cường quốc bằng chính động lực của mình. Trong bộ sưu tập hàng khủng Made in Việt Nam làm cả thế giới ngạc nhiên trong những năm gần đây, phải kể đến một loạt tên lửa, trong đó có tên lửa tầm thấp. Hiện nay, Việt Nam đang cùng lúc triển khai song song hai dự án chế tạo và sản xuất tên lửa phòng không tầm thấp, gồm dự án sản xuất tên lửa ILA-1, SAM-76 và TL-01. Trong đó ILA-11 đã đi vào sản xuất từ vài năm nay. Riêng TL-1 là hàng độc quyền của nước ta. Tên lửa chống hạm KCT-15 do Việt Nam sản xuất có thể được áp dụng những công nghệ mới nhất trên phiên bản Uran-UE. Việc sản xuất thành công tên lửa chống hạm KCT-15 đã góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của quân đội nhân dân Việt Nam, giúp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo trong tình hình mới. Trong bài phỏng vấn trên VnExpress nhân dịp Việt Nam công bố sách trắng quốc phòng, Thứ trưởng Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết, một số sản phẩm do công nghiệp quốc phòng Việt Nam chế tạo đã xuất khẩu như súng trường, vật tư, vật liệu quốc phòng, thuốc nổ. Ông cũng tiết lộ thêm rằng, có những vũ khí công nghệ cao chúng ta tự nghiên cứu, sản xuất đạt kết quả nhất định, dù chưa bày lên mâm để trình diễn hay giới thiệu, nhưng cũng tự tin khi cần có cái để dùng. Như vậy, có thể khẳng định rằng bên cạnh chủ trương xuyên suốt là ngoài việc đảm bảo vũ khí, trang bị cho yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của quân đội ta, thì xuất khẩu các sản phẩm quốc phòng và an ninh đã coi là trọng tâm và được tính đến từ lâu. Trên thực tế, chúng ta đã đạt được những kết quả bước đầu hết sức ấn tượng. Để có những bước đột phá lớn hơn, tham gia sâu trên thị trường vũ khí quốc tế, thì một trong những nhiệm vụ quan trọng là phải quảng bá. Vũ khí có tốt đến mấy nhưng công tác giới thiệu sản phẩm, xúc tiến bán hàng không tương xứng, thì những hợp đồng xuất khẩu sẽ không tự nhiên mà có. Và cú hích lớn đầu tiên đã được công nghiệp quốc phòng Việt Nam thực hiện một cách hoành tráng, khi đưa những sản phẩm tinh hoa vũ khí Made in Việt Nam tới giới thiệu tại triển lãm Indo Defense năm 2018, lần đầu xuất ngoại của vũ khí Việt Nam, với sự tham gia của các loại súng bộ binh radar, máy thông tin liên lạc, tàu quân sự, cùng nhiều loại khí tải, đạn dược nổi bật, đã khiến giới quan sát quốc tế có cái nhìn khác và tích cực hơn rất nhiều về năng lực chế tạo và sản xuất vũ khí, trang bị của công nghiệp quốc phòng nước ta. Chắc chắn trong thời gian tới,
công nghiệp quốc phòng Việt Nam sẽ còn tiếp tục mở rộng và đẩy mạnh hơn nữa công tác quảng bá vũ khí trang bị Made in Việt Nam tại các hội chợ, triển lãm quốc tế quy mô lớn, nhằm chuẩn bị cho những bước phát triển lớn. Tiếp theo đó là xuất khẩu vũ khí các bạn thân mến. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Tên kênh, cảm thấy vô cùng tự hào. Người Việt ta tài giỏi chẳng kém gì các nước phát triển trên thế giới đúng không nào? Các bạn nghĩ sao về những vũ khí của nước ta tự sản xuất hiện nay? Hãy cho Tên kênh biết thêm suy nghĩ của các bạn bằng cách comment ở phía dưới nhé. Cũng đừng quên like, share và subscribe cho kênh của chúng mình. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới. Các khu vực phía Nam như Đông Hồ Nam, Trung Giang Tây, Trung và Bắc Phúc Kiến, Đông Nam Tứ Xuyên và Bắc Quảng Tây lại đổ mưa bão. Lượng mưa tối đa là 252mm ở Sun Trang, Phúc Kiến, 230mm ở Lichuan, Jiangxi và 120mm ở Sao Đông, Hunan. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, dòng chính của sông Minh Giang ở Phúc Kiến và các phụ lưu của nó ở Funtuxi, Jiangxi, Shaanxi và Yuxi, Shaanxiang và Yanzhuang ở Hồ Nam, Ganjiang ở Tân Cương, ở Jiangxi và Lujiang ở Quảng Tây đã trải qua lũ lụt vượt mức cảnh báo mực nước. Lũ lụt trong 30 năm mới xảy ra một lần. Hồ Đông Tinh và hồ Poyang của sông Dương Tử đã bị ảnh hưởng bởi dòng lũ từ các nhánh thượng nguồn. Mực nước lên chậm nhưng vẫn thấp hơn mực nước cảnh báo hơn 2 mét và mực nước của dòng chính của sông Xijiang tại Quảng Tây tiếp tục xuống chậm. Mực nước đỉnh lũ là 73,51 mét, trên mực nước cảnh báo là 7,51 mét và dưới mực nước đảm bảo 0,39 mét. Vào lúc 2 giờ ngày 19, lưu lượng tối đa của hồ thủy khẩu trên dòng chính của sông Minh Giang là 31.900 m khối mỗi giây và chu kỳ quay lại là 30 năm một lần. Bộ Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Cứu trợ hạn hán tỉnh Phúc Kiến đã điều động một cách khoa học hồ chứa thủy khẩu để giảm các đỉnh lũ của dòng chính sông Minh. Khả năng kiểm soát lũ hiện có của vùng cửa chính của dòng sông Minh Giang đã đạt hơn 50 năm và lũ hiện đang rút đi một cách an toàn. Để đối phó với điều kiện mưa lớn hiện nay, điều kiện lũ lụt và thiên tai ở Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam và những nơi khác, Tổng cục Quốc phòng đã ban hành thông báo về việc làm tốt công tác phòng chống mưa lớn và làm một việc tốt ở thông báo khẩn cấp vào tối ngày 18 tháng 9. Thông báo khẩn cấp yêu cầu các tỉnh và khu vực liên quan tăng cường hơn nữa công tác giám sát, dự báo và cảnh báo sớm, tăng cường tham vấn, nghiên cứu và nhận định, điều động một cách khoa học các dự án phòng chống lũ lụt, tăng cường công tác kiểm tra, bảo vệ khẩn cấp các bộ phận xung yếu của hồ chứa, đê điều. Đặc biệt là làm tốt công tác đảm bảo hồ chứa khi có mưa lũ. Hiện tại, các tỉnh Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Tây và các khu vực phía Nam đã tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, bảo vệ khẩn cấp các bộ phận xung yếu của hồ chứa, đê điều, đặc biệt làm tốt công tác bảo đảm an toàn hồ chứa khi có mưa lũ. Hiện tại, các tỉnh Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Tây và các khu vực phía Nam đã tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, cứu hộ các hồ chứa, đê điều, nỗ lực phát hiện và xử lý sớm các tình huống nguy hiểm. Trong đó, hai tỉnh Quảng Tây và Giang Tây đã phát hiện nguy hiểm, các tình huống như rò rỉ nước hồ, đập, tràn, mái tràn đã được khắc phục khẩn cấp nhưng tuyến kè sông chính chưa xảy ra nguy hiểm lớn. Dự báo vùng mưa phía Nam tiếp tục di chuyển theo hướng đông, rìa trước tăng nhẹ lên phía Bắc. Lượng mưa lớn tập trung chủ yếu ở Hồ Nam, Giang Tây, Quý Châu và các nơi khác, cường độ có thể còn mạnh hơn ngày 18 tháng 9. Tổng cục Quốc phòng đã đến Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Tây để tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn chính quyền các địa phương làm tốt công tác chống lũ, cứu nạn khẩn cấp và cứu trợ thiên tai. Theo thống kê của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, lúc 8 giờ ngày 19 tháng 9, trận mưa lớn kể từ ngày 13 tháng 9 đã gây ra 551 vụ tại 9 tỉnh phía Nam, gồm Phúc Kiến, Quảng Tây, Tứ Xuyên, Chiết Giang, Quảng Đông, Giang Tây, Hồ Nam, Quý Châu và Vân Nam. 10.000 người bị ảnh hưởng, diện tích cây trồng bị ảnh hưởng 285.000 ha, 90 người chết, 50 người mất tích, 55.600 ngôi nhà bị sập và thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 8,9 tỷ nhân dân tệ. Trong đó, thiệt hại trực tiếp về kinh tế do nước các dự án bảo tồn là 2,35 tỷ nhân dân tệ. Bị ảnh hưởng bởi sự trao đổi của dòng chảy lạnh và ấm,
từ đêm ngày 19 đến ngày 20 tháng 9, khu vực miền Trung và miền Bắc của Phúc Kiến đã trải qua quá trình mưa liên tục mạnh nhất trong năm nay. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, lưu vực sông Mân Giang đã trải qua trận lũ đầu tiên kể từ mùa lũ năm nay và một số nhánh đã trải qua lũ vượt quá mực nước cảnh báo. Vào ngày 19 tháng 9, mưa lớn lại đổ xuống ở khu vực miền Trung và Bắc Phúc Kiến. Theo thống kê, từ 8 giờ ngày 18 tháng 9 đến 7 giờ ngày 19 tháng 9, toàn huyện có 21 huyện, thành phố có lượng mưa từ 25 đến 49,9mm, 19 quận, thành phố có lượng mưa từ 50 đến 99,9mm. Ở Tain, Jianning và Yosi là hơn 100mm. Vào chiều ngày 18 tháng 9, trụ sở Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Phúc Kiến tổ chức hội nghị truyền hình về công tác phòng chống lũ lụt trên địa bàn tỉnh nhằm triển khai sâu rộng hơn nữa công tác phòng chống mưa bão. Yang Jixing, Giám đốc Sở Thủy lợi tỉnh Phúc Kiến đề xuất tăng cường giám sát, dự báo và cảnh báo sớm tình trạng nước mưa, tăng cường kiểm tra và điều động dự án, nghiêm cấm việc trữ nước vượt giới hạn lũ trong các hồ chứa, bảo đảm an toàn các hồ chứa đập và các công trình đang thi công trong mùa mưa lũ, tăng cường quan trắc tai biến địa chất, cảnh báo sớm để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, tăng cường tổ chức lực lượng ứng phó, cứu nạn khẩn cấp để đảm bảo triển khai lực lượng cứu nạn, cứu hộ bất cứ lúc nào để đối phó với các tình huống nguy hiểm và ứng cứu thảm họa. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng tỉnh Phúc Kiến, trong ngày 18 tháng 9 tại Nam Bình, Tam Minh, Ninh Đức, Long Nham và Phúc Châu, sẽ có mưa rào vừa đến mưa to đến rất to, có nơi mưa rất to và dông vài nơi, các thành phố còn lại. Nhiều mây, có mưa rào hoặc dông vài nơi, có nơi mưa to đến rất to cục bộ. Đồng thời, Đài quan sát khí tượng Phúc Kiến lại phát tín hiệu cảnh báo sét màu vàng vào lúc 16 giờ 50 phút ngày 18 tháng 9. Dự kiến các hoạt động sấm sét sẽ xảy ra tại một số quận và thành phố Nam Bình, San Ninh và Long An trong 6 giờ tới, kèm theo 6 đến 8 cơn dông và gió giật mạnh. Văn phòng Kiểm soát lũ lụt tỉnh Phúc Kiến vào ngày 20 cho biết, cùng ngày, lũ sông Minh Giang đã hoàn toàn giảm xuống và tình trạng nước của các con sông khác đã ổn định. Có thể thấy từ điều kiện nước sông do Văn phòng Kiểm soát lũ lụt tỉnh Phúc Kiến tiết lộ rằng vào lúc 6 giờ ngày 20, mực nước của Futun Creek đã giảm xuống dưới mức nước đảm bảo. Mực nước tại trạm Street là 98,07m, chỉ cao hơn mức đảm bảo 0,07m. Mực nước tại trạm Minh Giang Yan Funmen là 70,3m, cao hơn mức cảnh báo 4,3m. Mưa to đến rất to đã xảy ra ở phía Tây Bắc Phúc Kiến vào ngày 20. Theo thống kê, từ 6 giờ ngày 19 đến 6 giờ ngày 20, có 6 quận và lượng mưa từ 25 đến 49,9mm và 7 quận có lượng mưa từ 50 đến 99,9mm với lượng mưa 85mm, Jinjiang 82mm và Wushan 80mm, Fucheng 76mm, Yanning 60mm, Chaling 59mm, Shaowu 53mm. Báo cáo thời tiết mạnh trong thời gian ngắn do Cục Khí tượng Phúc Kiến công bố vào lúc 16 giờ chiều cho thấy lượng mưa ở Phúc Kiến đã suy yếu và một số quận và thành phố ở Ninh Đức, Trương Châu và Tuyền Châu có lượng mưa mạnh trong thời gian ngắn kèm theo sấm sét và gió mạnh từ 6 đến 8 độ Richter. Phúc Kiến nên tiếp tục phát ra cảnh báo mưa bão và cảnh báo dông lốc ở phía Tây Bắc Bộ. Trước tình hình ngập lụt tại các khu đô thị chính của 4 quận và thành phố Nam Bình gồm Quảng Trang, Shaogu, Yanu và Yanjiang, Phúc Kiến yêu cầu các sở y tế và phòng chống dịch bệnh tổ chức ngay lực lượng huy động thuốc khử trùng để xử lý các công trình dân cư bị ngập lụt, trường học, nhà trẻ, bệnh viện và các khu vực đông dân cư khác, thảm họa. Động đất ở Sunan. Trận động đất ở Sunan xảy ra lúc 16 giờ 32 phút ngày 30 tháng 8. Ở 38 độ Vĩ Bắc, 102 độ Kinh Đông, tức là trận động đất cấp độ 5,0 độ Richter tại thị trấn Hoàng Thành, huyện tự trị Sunan Jeolgu, tỉnh Cam Túc, toàn bộ kinh thành bị chấn động mạnh. Sau trận động đất, Đảng ủy và chính quyền huyện Tô Nam rất coi trọng, lập tức đưa ra phương án khẩn cấp, khẩn trương bố trí, triển khai công tác điều tra, cứu trợ thảm họa. Theo báo cáo từ Cục Động đất của quận tự trị Sunan Jeolgu, thành phố Yanje, thành phố Wewe và thành phố Jinchang, trận động đất xảy ra mạnh ở quận Liangju của thành phố Wewe và cư dân bỏ chạy ra ngoài trời. Quận Yongchang cảm thấy rất rõ, cư dân phía trên tầng 2 của quận Jinchuan, thành phố Jinchang cảm thấy chấn động. Theo báo cáo của Cục Địa chấn Yanje, theo điều tra và thống kê sơ bộ của đội ứng phó khẩn cấp tại chỗ và chính quyền thị trấn Hoàng Thành, 397 ngôi nhà ở thị trấn Hoàng Thành, huyện Tô Nam bị nứt nhẹ hoặc bong tróc tường do động đất.
đèn và đồ dùng trong một số tòa nhà bị rung chuyển, 34 nhà kho có vết nứt nhỏ, các kho chứa củi riêng lẻ bị sập. Kính của một số lán bằng khung thép bị vỡ. Tất cả các khu vực khai thác của mỏ than Jiutaolin đã ngừng sản xuất và không có nhân viên nào làm việc dưới lòng đất. Không có thương vong về người và động vật trong động đất. Sản xuất và đời sống của người dân cơ bản trở lại bình thường. Vào lúc 17 giờ 20 phút, Cục Động đất tỉnh đã cử một đội cấp cứu tại chỗ gồm 17 người đến hiện trường để tiến hành điều tra khẩn cấp thiệt hại do động đất gây ra và đánh giá tổn thất. Cả Cục Địa chấn Gowei và Cục Địa chấn huyện Yongchang đã cử người đến khu vực động đất để điều tra và tìm hiểu. Kể từ năm 1900, đã có nhiều trận động đất xảy ra trong và gần vùng tâm chấn. Năm 1927, trận động đất ở Gulang là 8,0 độ Richter, năm 1928 là 6,0 độ Richter, Tianzhu là 5,3 độ Richter vào năm 1984 và 6,4 độ Richter ở Meiyuan vào năm 1986 và 5,2 độ Richter vào năm 1991. Đây là khu vực có nhiều trận động đất hoạt động hơn từ trung bình đến mạnh hoặc cao hơn. Tâm chấn của trận động đất này nằm ở thị trấn Hoàng Thành, huyện Tô Nam, ở chân phía bắc của dãy núi Kilan, cách huyện Lương Châu, thành phố Gowei khoảng 60 km về phía đông, cách huyện Vĩnh Sương 30 km về phía bắc và 6 km từ hồ chứa Hoàng Thành ở phía tây. Hồ chứa Hoàng Thành không bị hư hại, mỏ than Jiutaolin gần đó đã ngừng sản xuất với 90 mét đường bị biến dạng và sụp đổ và không có người làm việc dưới lòng đất. Theo điều tra sơ bộ của nhóm công tác hiện trường động đất và chính quyền thị trấn Hoàng Thành, khoảng 60% số nhà ở thị trấn Hoàng Thành bị hư hại, đèn và lồng đèn trong một số tòa nhà bị rung chuyển và 34 chuồng trại bị hư hỏng. Các vết nứt thường xảy ra ở những ngôi nhà gần tâm chấn ở quận Vĩnh Xương. Hoàng Thành có dân số khoảng 8.000 người, tâm chấn nằm trong một khu vực ít dân cư hơn. Hôm nay trời vẫn có tuyết rơi tại khu vực động đất, gây ra một số khó khăn cho công tác cứu hộ. Tính đến 4 giờ chiều ngày 20 tháng 9, có tổng cộng 17 dư chấn được ghi nhận, trong đó lớn nhất là 2,9 độ Richter. Kể từ tháng 3 năm nay, tổng cộng 8 trận động đất có cường độ 3 độ Richter trở lên đã xảy ra trong vùng địa chấn dãy núi Kilan và mức độ hoạt động địa chấn cao hơn đáng kể so với hồi tháng 2. Tâm chấn nằm trong một khu vực ít dân cư hơn, do thời điểm đó có tuyết rơi tại khu vực động đất nên đã xảy ra những khó khăn nhất định cho công tác cứu hộ. Trận động đất đã gây nứt 67 hộ với 438 công trình bằng gạch và gỗ, 330 hộ với 845 nhà dân dụng và 34 chuồng trại. Trong đó có 123 nhà trong 42 hộ cần phá dỡ và xây dựng nhà. Kể từ mùa lũ ở tỉnh Giang Tây, cường độ và phạm vi rộng nhất đã xảy ra và quá trình mưa lớn với lượng mưa lớn nhất đã cơ bản kết thúc vào sáng ngày 19 tháng 9. Tuy nhiên, lượng mưa lớn đã gây ra nguy hiểm cho hồ chứa, sạt lở đất, ngập lụt đất canh tác và một số khu vực của Giang Tây bị sập nhà. Từ tối ngày 20 tháng 9, một đợt mưa lớn nữa sẽ đổ bộ vào Giang Tây. Theo trụ sở điều hành lũ lụt và cứu trợ hạn hán tỉnh Giang Tây, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, sông Trường Giang và sông Lệ An ở Giang Tây lần lượt trải qua trận lũ lụt lớn nhất kể từ năm 1998. Vào lúc 7 giờ ngày 19 tháng 9, mực nước đỉnh lũ tại trạm Tankyu thuộc lưu vực sông Trường Giang ở Giang Tây là 61,11m, cao hơn mức cảnh báo 6,11m. Mực nước tại trạm Du Phen Keng, thành phố Jindejen là 32,67m, cao hơn mức cảnh báo 4,17m. Mực nước trạm Sinh là 41,78m, cao hơn mực nước cảnh báo 3,78m và gần đạt đỉnh lũ. Từ chiều 3 ngày trước đó đến 7 giờ ngày 19 tháng 9, cường độ mưa của 3 quận ở Giang Tây vượt quá 320mm, 16 quận vượt quá 230mm, 43 quận vượt quá 150mm và lượng mưa trung bình trên toàn tỉnh là 109mm. Khu vực mưa chủ yếu là ở đường sắt Chiết Giang, Giang Tây và Đông Bắc Giang Tây. Lượng mưa lớn dẫn đến nguy cơ vỡ hồ chứa, sạt lở đất, ngập lụt đất canh tác, nhà sập và lũ lụt ở một số khu vực. 640 hộ gia đình ở khu đô thị Jindejen bị ngập lụt và các khu vực trũng thấp của khu đô thị như phố cổ Yensan ở quận Qingyupu, thành phố Nan Chang bị ngập. 5 hồ chứa nhỏ ở quận Fuliang, Leping và Yanju đang gặp nguy hiểm. Đối mặt với lượng mưa lớn, tất cả các vùng của Giang Tây đã chống lũ lụt và giảm nhẹ thiên tai lũ lụt một cách hiệu quả. Vào tối ngày hôm trước, Jindejen đã tổ chức chuyển khẩn cấp 6.680 người. Tỉnh Giang Tây đã phải cứu 1.174 người bị mắc kẹt do lũ lụt và nguy cơ của 5 hồ chứa đang gặp nguy hiểm bước đầu đã được kiểm soát. Về thảm họa cụ thể mới, các số liệu thống kê đang được thu thập. Hiện tại, khu vực mưa đã được chuyển ra khỏi Giang Tây.
Tuy nhiên, dự báo thời tiết cho thấy một đợt mưa lớn nữa sẽ đổ bộ vào Giang Tây từ tối ngày 20 tháng 9. Bộ phận phòng chống lũ lụt các cấp ở Giang Tây tiếp tục sát cánh và nỗ lực giành thắng lợi trong công tác chống lũ lụt. Động đất ở Qinghai, Yushu. Lúc 7 giờ 49 phút ngày 15 tháng 11, một trận động đất có cường độ 7,1 độ Richter đã xảy ra tại huyện Yushu, khu tự trị Tây Tạng Yushu, tỉnh Thanh Hải. Dư chấn tiếp tục xảy ra, trận động đất đã gây thương vong với số lượng lớn và làm sập nhà. Tính đến 17 giờ cùng ngày, trận động đất ở Yushu đã khiến 2.220 người thiệt mạng và 70 người mất tích. Đồng thời, hàng chục nghìn người bị thương trong trận động đất. Để bày tỏ lời chia buồn sâu sắc của nhân dân các dân tộc trong cả nước đối với đồng bào đã hy sinh trong trận động đất Yushu ở Thanh Hải, Quốc vụ viện quyết định tổ chức quốc tang. Quốc hội, đại sứ quán và các lãnh sự quán sẽ bay ở nửa cột buồm và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí công cộng. Trận động đất lớn nhất này xảy ra vào lúc 7 giờ 49 phút với tâm chấn nằm ở huyện Yushu, khu tự trị Tây Tạng Yushu, tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc. Có 3 phiên bản của độ sâu trọng tâm, cụ thể là cách cục khảo sát địa chất 10 km, cách cục động đất nhà nước Trung Quốc 33 km và cách trường khoa học địa chất và không gian Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc 15 km. Mạng lưới địa chấn Trung Quốc xác định rằng nó là 6,9 độ Richter. Các chuyên gia Nhật Bản cho biết, năng lượng do trận động đất Yushu giải phóng tương đương với trận động đất lớn Hanshin năm 1995. Tất cả các thị trấn của quận đều không có điện. Làng Sihang gần đó, 99% ngôi nhà bị sập. Ngoài ra, Hội chữ thập đỏ tỉnh Yushu cho biết 70% các tòa nhà trường học ở địa phương đã bị sập. Tâm chấn chỉ cách thị trấn Jiegu, nơi có thủ phủ của bang, với khoảng 100.000 cư dân là 30 km. Trong trận động đất, nhiều cư dân vẫn còn đang mơ màng, hơn 85% các tòa nhà dân dụng xây trên núi bị sập và nhiều người bị vùi lấp. Cảnh sát vũ trang đã lao vào giải cứu, tuy nhiên việc cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn do giao thông bị gián đoạn và thiếu lều, thiết bị y tế, thuốc men và nhân viên y tế. Theo Liu Jie, giám đốc phòng dự báo của Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, có 18 dư chấn đã xảy ra ở huyện Yushu, Thanh Hải với cường độ 7,1 độ Richter. Và các cơn dư chấn sẽ thường xuyên xảy ra trong thời gian tới. Tính đến 8 giờ ngày hôm sau, mạng lưới của Cục Quản lý Động đất Trung Quốc đã ghi nhận tổng cộng 1.206 dư chấn của trận động đất Yushu, trong đó có 12 dư chấn có cường độ từ 3,0 độ Richter trở lên. Lần đầu tiên vào lúc 8 giờ 52 phút cùng ngày, theo báo cáo mới nhất của CCTV Chao Wen Tiaxia, một trận động đất 7,1 độ Richter đã xảy ra tại khu tự trị Tây Tạng Yushu, tỉnh Thanh Hải, thủ phủ của bang Yushu, có 90% số ngôi nhà đã bị sập. Theo ghi nhận, hầu hết người dân địa phương vẫn chưa dậy, thương vong ngày càng nghiêm trọng. Trận động đất ở khu tự trị Tây Tạng Yushu ở tỉnh Thanh Hải đã khiến ít nhất 400 người thiệt mạng và 8.000 người bị thương. Liên lạc điện thoại cố định ở huyện Yushu bị gián đoạn và các ngôi nhà dân dụng địa phương bị sập nghiêm trọng. Các vết nứt đã xuất hiện trong một hồ chứa ở khu vực động đất và các nhân viên liên quan đang thực hiện các biện pháp khẩn cấp như xả nước. Trận động đất Yushu ở Thanh Hải có quy mô lớn. Người ta nói rằng một số học sinh tiểu học đã bị chôn vùi. 600 cảnh sát vũ trang và binh sĩ đóng tại khu Yushu tham gia chiến dịch giải cứu từ trước. Lần thứ hai vào lúc 9 giờ 25 phút, một trận động đất mạnh 6,3 độ Richter khác đã xảy ra tại huyện Yushu, tỉnh Thanh Hải với tiêu cự sâu 30 km. Kể từ khi trận động đất mạnh 7,1 độ Richter xảy ra lúc 7 giờ 49 phút sáng, Yushu đã trải qua 4 đợt dư chấn liên tiếp với cường độ 4,9 độ Richter, 4,3 độ Richter, 3,8 độ Richter và 3,6 độ Richter. Đội cứu hộ động đất Trung Quốc đã túc trực, đang tìm hiểu về tình hình thiên tai tại địa phương và sẵn sàng đến khu vực này bất cứ lúc nào. Gasonima, phó giám đốc bộ phận tin tức của đài truyền hình tỉnh Yushu cho biết, ảnh hưởng của trận động đất là rất lớn vì hầu hết các ngôi nhà ở địa phương đều là công trình dân dụng nên khi động đất đến, hầu như tất cả các ngôi nhà đều bị sập. Trận động đất đã gây ra thương vong và số liệu cụ thể vẫn đang được thu thập. Theo Gasonima, khi trận động đất xảy ra, ngôi nhà bắt đầu rung chuyển dữ dội và đổ sập ngay lập tức. Chính quyền địa phương đang kêu gọi nhân viên từ nhiều bộ phận khác nhau tham gia vào công tác khai quật và cứu hộ. Tất cả cư dân của huyện Yushu đổ xô ra đường và đứng trước những ngôi nhà bị sập của họ. Theo thông tin từ mạng lưới động đất Trung Quốc, trước trận động đất mạnh 7,1 độ Richter vào lúc 7 giờ 49 phút, một số trận động đất mạnh từ 4 độ Richter trở lên đã xảy ra liên tiếp. Trận động đất ở Thanh Hải xảy ra ở 33,2 độ Vĩ Bắc và 92,2 độ Kinh Đông. Nó nằm ở thị trấn núi Tongula, thành phố Gunmuk, tỉnh Haixi, tỉnh Thanh Hải.
công nhân đã đổ xô đến khu vực động đất nhưng không có báo cáo về thương vong hoặc thiệt hại đến các tòa nhà. Yu Mingte, Giám đốc Sở Cảnh sát Tangula thuộc Sở Công an thành phố Goguryeo, tỉnh Thanh Hải, nói với các phóng viên rằng tâm của trận động đất cách đồn cảnh sát núi Tangula hơn 100 km và không có rung chuyển rõ ràng nào gần sông Chotu. Khi tín hiệu điện thoại di động không khả dụng, Xiao Penghu, Phó Giám đốc Cục Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Quốc gia Hong Sin, người đang làm nhiệm vụ tại trạm bảo vệ suối Footfrog trong khu vực động đất, nói với các phóng viên rằng trận động đất không đáng kể. Yao Liwei, Phó Giám đốc điều hành Ban tuyên giáo Đảng ủy Công ty Đường sắt Thanh Hải Tây Tạng cho biết trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên CCTV rằng Thanh Hải Tây Tạng tuyến đường sắt không bị ảnh hưởng và việc vận chuyển vẫn diễn ra bình thường. Văn phòng tỉnh Thanh Hải đã rơi vào trạng thái chờ bất cứ lúc nào. Và lúc 8 giờ 30 phút, Yang Xin, Phó Giám đốc Cục Khí tượng tỉnh Thanh Hải đã triệu tập cuộc họp với lãnh đạo các bộ phận liên quan để sắp xếp cho công tác cứu hộ, động đất và dịch vụ khí tượng ở huyện Yushu, quận tự trị Tây Tạng, tỉnh Thanh Hải. Cục Khí tượng tỉnh ngay lập tức cử một đội cứu hộ đến khu vực bị động đất do Phó Giám đốc Yang Gongseng đứng đầu, đồng thời chuẩn bị lều, máy phát điện, trạm thời tiết di động khẩn cấp, thiết bị liên lạc di động, thuốc men, thực phẩm và các vật liệu khác để thực hiện công tác cứu hộ. Bộ phận khí tượng thuộc Đài quan sát khí tượng tỉnh Thanh Hải dự đoán tỉnh Yushu sẽ có nắng hoặc nhiều mây trong 3 ngày tới. Nhiệt độ ngày 20 tháng 9 sẽ là 3-12 độ C, nhiệt độ ngày 21 tháng 9 sẽ là 4-15 độ C và -1-16 độ C tương ứng. Vào ngày tiếp theo, có mưa rào ở Yushu County, Nankian County và Chengdu County và trời nắng hoặc có mây. Vì nhiệt độ thấp hơn vào ban đêm, vui lòng giữ ấm khi trú ẩn ngoài trời. Theo thông tin mới nhất trên trang web của Cục Quản lý Động đất Trung Quốc, tính đến 11 giờ 30 phút sáng, một trận động đất mạnh 7,1 độ Richter ở Yushu, Thanh Hải đã khiến 67 người thiệt mạng. Sau trận động đất Yushu ở Thanh Hải, 80% ngôi nhà ở trường tiểu học số 3 huyện Yushu, nơi có hơn 3.000 học sinh bị sập, hàng chục giáo viên dùng tay không đào đống đổ nát để giải cứu. Tính đến 21 giờ, tổng số 61 em đã được đào lên từ đống đổ nát, trong đó có 34 em đã chết. Theo ước tính sơ bộ của Hiệu trưởng Nima Jankai, toàn bộ 18 phòng học nhà gỗ bị sập và hơn 200 học sinh đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Sau khi trận động đất xảy ra, phóng viên đã ngay lập tức gọi cho Nima Jankai, hiệu trưởng trường tiểu học Yushu số 3 và hiệu phó Wen Ming, nhưng họ không thể qua được. Buổi trưa, phóng viên gọi điện cho Wen Ming, tín hiệu điện thoại rất yếu và giọng của Wen Ming hơi khàn. Một vài học sinh đã đi hết và rất nhiều học sinh bị thương. Wen Ming cho biết 18 phòng học kiểu nhà gỗ của trường đều bị sập, chiếm gần 80% số phòng học. Hai dãy nhà dạy học của trường không bị sập nhưng đã xuất hiện các vết nứt nghiêm trọng. Trường học bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 phút sáng, không có lớp học vào thời điểm trận động đất xảy ra, nhưng một số học sinh đã tự học trong lớp, một số em học trong các phòng học hoặc gần góc khuôn viên của những ngôi nhà gỗ gần vách tường bị sập. Đến khoảng 14 giờ, hiệu phó Wen Ming vẫn đang cùng giáo viên khác tìm kiếm các học sinh khác trên đống đổ nát của ngôi nhà gỗ bị sập. Đến thời điểm này, nhà trường xác nhận có 25 học sinh tử vong. Ông cho biết sau trận động đất, phụ huynh học sinh đổ xô đến trường đón con. Ngay sau đó, hầu hết những đứa trẻ đã được đưa đi, nhưng một số vẫn chưa được tìm thấy. Các thầy cô giáo và phụ huynh đang nỗ lực tìm kiếm thì những tàn tích của ngôi trường bị sập gần như đã bị lật tẩy. Trong trận động đất, một giáo viên của trường tiểu học Samwan đã bị đè chết bên lề đường và một số giáo viên khác bị gãy chân. Theo phó hiệu trưởng Wen Ming, một số người thân của giáo viên gặp nạn nhưng các cô giáo đã giải cứu học sinh càng sớm càng tốt. Bản thân ông cũng không có thời gian để về nhà xem xét. Lúc 20 giờ, phóng viên đã gọi điện cho Nima Jankai, hiệu trưởng trường tiểu học số 3. Nima Jankai nói với giọng gần như khóc, hơn 30 trẻ em đã chết và trời đang tối dần. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Vào khoảng 21 giờ, hiệu trưởng Nima Jankai đã rời khỏi hiện trường cứu hộ của trường, liên hệ với các bộ phận liên quan để tiếp tục cứu trường. Hôm nay, chúng tôi đã đào được tổng cộng 61 học sinh từ đống đổ nát, 34 học sinh đã chết tại chỗ. Còn 27 em vẫn ở trên sân chơi của trường. Nima Jankai nói, những đứa trẻ bị thương đó hiện không được điều trị y tế nào cả. Nhiều đứa trẻ đang ôm nhau trên sân chơi, những đứa trẻ bị thương đó cũng đang chết cóng trên sân chơi. Tôi phải tìm một cái lều cho chúng để che gió và mưa. Nima Jankai cho biết họ không có nguồn lửa. Khi trời lạnh, họ chỉ có thể ôm các con vào nhau để giữ ấm. Một trận mưa lớn đổ xuống Quảng Châu khiến khu đô thị ngập úng làm 4 người tử vong. Một trận mưa lớn vào đêm qua đã gây ra nhiều thảm họa như ngập úng và lở đất ở khu vực thành thị Quảng Châu. Tính đến 20 giờ 47 phút ngày 20 tháng 9 đã có 4 người chết,
vẫn còn mưa lớn ở đồng bằng sông Châu Giang phía Tây Quảng Đông và các nơi khác trong ngày 20 tháng 9. Theo Cục Quản lý Khẩn cấp Quảng Châu, trận mưa bão có cường độ lớn, lượng mưa khu vực lớn, phạm vi rộng và lượng mưa tính theo giờ trong trận mưa bão đã vượt kỷ lục lịch sử. Trong giờ đó, quận Hoàng Phố ghi nhận lượng mưa tối đa hàng giờ của thành phố là 177,8mm và lượng mưa tối đa trong 3 giờ là 298,5mm. Cả hai đều phá vỡ các giá trị cực đoan lịch sử của quận Hoàng Phố. Một trận lở đất và lở đất nhỏ đã xảy ra tại biệt thự Minh Quan ở quận Hoàng Phố, khiến 4 ngôi nhà bị sập và 2 người thiệt mạng. Các phương tiện bị mắc kẹt trong đường hầm đại lộ Khai Nguyên ở quận Hoàng Phố, khiến 2 người chết đuối. Theo China Weather Network, trong ngày mai và trong vài ngày tới, ở phía Tây Quảng Đông, đồng bằng sông Châu Giang và các nơi khác vẫn có mưa rông. Cục bộ sẽ có mưa to, thỉnh thoảng có mưa rào ở các khu vực khác. Nhiệt độ cao nhất ở hầu hết các nơi trong tỉnh vào khoảng 30 độ C đến 33 độ C. Dự báo vào cuối tuần này, các thành phố và quận như Thiều Quan, Thanh Viễn cũng sẽ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa to và dông. Mưa to cục bộ tại các thành phố và quận khác, lượng mưa có thể gây ra các thảm họa như lở đất và lở núi. Trận mưa lớn chỉ trong một đêm khiến thành phố ngập úng, thiệt hại nặng nề về người và của. Một số cư dân mạng đặt câu hỏi về hệ thống thoát nước của thành phố, vượt kỷ lục lịch sử chắc chắn không phải là lý do để trốn tránh trách nhiệm phải không? Rằng mỗi khi kỷ lục siêu lịch sử vượt quá số người chết, có phải là người không? Phòng chống ngập úng đô thị là việc nên làm trong thời bình và có lợi trong tương lai. Nhưng thành tích kiểu này thường là vô hình, bạn có động lực để làm điều đó không? Netizen chỉ ra rằng đô thị phát triển quá nhanh, hệ thống thoát nước đô thị xuống cấp nghiêm trọng không theo kịp nhịp và thiết kế hệ thống thoát nước không phù hợp với khí hậu mưa nhiều ở miền Nam. Quý vị thân mến, bị ảnh hưởng bởi những trận mưa liên tục trong nhiều ngày, lũ lụt vượt quá mực nước cảnh báo đã xảy ra ở Yangtze, Futunxi và Yushi ở thượng lưu sông Minjiang ở Phúc Kiến vào ngày 19 tháng 9. Hơn nữa, vẫn sẽ có mưa mạnh ở khu vực phía Bắc Phúc Kiến trong tuần tới và công tác phòng chống ngập úng ở thành thị và nông thôn, sạt lở đất, lũ quét, cục bộ và các thảm họa khác sẽ trở nên nổi bật hơn. Văn phòng Kiểm soát Lũ lụt tỉnh Phúc Kiến tiết lộ vào sáng ngày 19 tháng 9 rằng vào lúc 5 giờ cùng ngày, các trạm Yangtze Pucheng đã vượt quá mức cảnh báo là 0,85m, Yangjiang Station vượt mực nước cảnh báo là 2,44m, Suji vượt mực nước cảnh báo là 0,82m, Danggu vượt mực nước cảnh báo 1,69m và Kili Street đã vượt mực nước cảnh báo là 0,34m. Trạm Futuxi Guangjiang vượt mực nước cảnh báo là 0,17m và trạm Yangku vượt mực nước cảnh báo là 0,9m. Các trạm Yushi Banmian đã vượt mực nước cảnh báo lần lượt là 0,19m và Yanguang vượt mực nước cảnh báo là 0,24m. Đồng thời, mực nước của hồ chứa Suiku trên sông Manjiang đạt 59,61m vào lúc 6 giờ, lưu lượng dòng chảy vào 10.700m3 mỗi giây và lưu lượng dòng chảy ra là 11.900m3 mỗi giây. Mưa lớn đã rơi ở Phúc Kiến vào trước đó một ngày. Có nhiều trận mưa lớn trong thời gian ngắn ở các khu vực địa phương, bao gồm mưa to đến mưa lớn ở Nam Bình, San Minh và Long An. Theo thống kê, từ 8 giờ ngày 19 tháng 9 đến 7 giờ ngày 20 tháng 9, 18 huyện, thành phố có lượng mưa từ 35 đến 59,9mm, 19 huyện, thành phố có lượng mưa từ 60 đến 109,9mm, 5 huyện có lượng mưa trên 110mm. Quận với Nanping Pucheng 171mm là lớn nhất. Phúc Kiến đã phát tín hiệu cảnh báo sét màu vàng vào sáng ngày 20 tháng 9. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng tỉnh Phúc Kiến, từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 21 tháng 9, ba thành phố Nam Bình, Tam Minh, Ninh Đức và phía Tây Bắc Long Nham nhiều mây. Có mưa rào vừa hoặc dông, có nơi mưa to đến rất to, các thành phố còn lại sẽ nhiều mây, có mưa rào nhẹ đến vừa hoặc dông và mưa to cục bộ. Các chuyên gia khí tượng Phúc Kiến cho biết, theo phân tích tình hình thời tiết hiện tại, vành đai mưa nằm ở miền Nam Trung Quốc trong giai đoạn đầu sẽ di chuyển lên phía Bắc đến Trung và hạ lưu sông Dương Tử ở Trung Quốc trong những ngày tới. Phúc Kiến nằm ở phía Nam của vành đai mưa chính và lượng mưa ở khu vực phía Bắc sẽ tiếp tục trong tuần tới. Do lượng mưa mạnh liên tục trong giai đoạn đầu nên lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ sẽ còn mạnh và liên tục trong thời gian tới. Cần đặc biệt lưu ý đề phòng ngập úng đô thị và nông thôn, sạt lở đất, lũ quét cục bộ và các thiên tai khác. Động đất ở Lệ Giang. Vào lúc 19 giờ 14 phút ngày thứ hai tuần qua, một trận động đất mạnh 7,0 độ Richter đã xảy ra tại Lệ Giang, gây ra nhiều thiệt hại và tổn thất nghiêm trọng. Sau cú sốc chính, có 2.529 dư chấn, trong đó dư chấn lớn nhất là 6 độ Richter. Sức lan tỏa của động đất khá lớn. Các tòa nhà ở Lệ Giang, Hechqing, Yongdian, Yanchan, Eduan và những nơi khác bị thiệt hại ở các mức độ khác nhau. Khoảng 20% số nhà ở thành phố Lệ Giang và các khu vực lân cận bị sập.
51 thị trấn và thị trấn bị ảnh hưởng bởi thảm họa với dân số 1,075 triệu người và hơn 300.000 người bị ảnh hưởng nặng nề. Con số thương vong là 17.221 người, trong đó có 309 người chết, 3.925 người bị thương nặng. Hơn 30 triệu kg lương thực bị mất trắng. Trận động đất với một vết nứt lớn 6 độ đã phá hủy một khu vực rộng 18.720 km2 với một vết nứt 9 độ ở tâm trấn. Quận Jindu bắt đầu từ phía bắc của Daegu, huyện Lija, phía nam đến Dương Tây, phía nam của thành phố Lệ Giang, phía đông từ Wenhua, dòng Da Đông, phía tây đến dòng núi tuyết Wenhai Julong có diện tích khoảng 1.225 km2. 6 đội mới của thị trấn Mensan ở quận Jindu, Kewen, Zhonghai, Baisa Township, Wenhu, Longhua và các làng khác ở thị trấn Hoàng Sơn đã bị thiệt hại bất thường 10 độ. Trận động đất xảy ra ở vùng núi và thung lũng ở Tây Bắc Vân Nam, nơi người Nasi, Bai, Tây Tạng và các dân tộc thiểu số khác cùng sinh sống. Những ngôi nhà bị thiệt hại nặng nề trong trận động đất là những ngôi nhà dân dụng của người dân tộc thiểu số, sau đó là những ngôi nhà bằng gạch và gỗ, những ngôi nhà kết cấu khung và bê tông tương đối nhẹ, những ngôi nhà kiên cố và chất lượng xây dựng tốt về cơ bản còn nguyên vẹn hoặc chỉ bị hư hại nhẹ sau trận động đất. Cô chủ của nhà trọ Nasi Jindi ở thành phố cổ kể lại rằng khi trận động đất ở Lệ Giang xảy ra, nhiều ngôi nhà kết cấu bằng gỗ không bị sập. Các công trình điện, giao thông, thông tin liên lạc và thủy lợi bị hư hại nghiêm trọng. Trạm điện trong Jianghe bị hư hại nghiêm trọng và việc cung cấp điện đã bị ngừng. Mặt cầu sông Lunan Jinsa trên tuyến số 214 của đường cao tốc Vân Nam Tây Tạng bị nứt và cấu trúc tổng thể bị nhấn chìm. Trận động đất đã gây ra thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 4 tỷ nhân dân tệ. Là một thành phố lịch sử và văn hóa quốc gia, huyện Nasi, tỉnh tự trị Lệ Giang Nasi cũng bị đe dọa bởi trận động đất. Số người chết lên tới 290 người, chiếm 90% tổng số người và 3.736 người bị thương nặng, chiếm 95% tổng số. Du khách Trung Quốc và nước ngoài đang ở hẻm núi Tiger Leaping nổi tiếng thế giới vào thời điểm động đất cũng cảm nhận được trận động đất. Các cấp chính quyền địa phương nhanh chóng triển khai công tác cứu trợ thiên tai, hỗ trợ khẩn cấp được cung cấp bởi Hiệp hội Chữ thập đỏ quốc tế, Nhật Bản, Hồng Kông, Đài Loan và các tổ chức khác. Tỉnh Vân Nam đã nhận được các khoản tài trợ trong và ngoài nước là 114 triệu nhân dân tệ, 102 triệu đô la Hồng Kông, 700.000 đô la Mỹ, 100,3 triệu yên Nhật và 5 triệu mark. Hơn 10 máy bay đặc biệt nước ngoài và các chuyến bay Hồng Kông, Kowloon đã vận chuyển gần 100 tấn vật liệu cứu trợ khác nhau. Chưa đầy 20 phút sau trận động đất, các đồng chí có trách nhiệm của Ủy ban Quản lý Khu du lịch tỉnh Núi Tuyết Lệ Giang Julong và Tổng công ty Phát triển đã thành lập một nhóm chỉ huy cứu trợ động đất trong đêm và chia khu vực phát triển và thành phố cổ thành hai nhóm công tác để kiểm tra thảm họa. Đến 2 giờ sáng ngày hôm sau, đã nắm được toàn bộ thiệt hại của các công trình xây dựng trong khu phát triển và thiên tai của người lao động, đồng thời báo cáo tình hình kịp thời lên tỉnh ủy và phòng hành chính. Ngày thứ hai, tất cả nhân viên của cơ quan đều có ý thức đến đơn vị để cứu sống động đất, khắc phục hậu quả thiên tai, không ai bỏ chức, chỉnh mảng nhiệm vụ. Trận động đất đã gây ra thiệt hại cho cơ sở hạ tầng như nước, điện, tiếp cận, thông tin liên lạc và nước thải trong khu vực phát triển ở các mức độ khác nhau và các cơ sở không thể sử dụng bình thường. Riêng thiệt hại trực tiếp về cơ sở hạ tầng đã lên tới 4,76 triệu nhân dân tệ. Ban quản lý, lữ đoàn và trụ sở chính không đợi cấp trên cứu trợ thiên tai mà đã tự lực tiến công, sửa chữa toàn bộ cơ sở hạ tầng hư hỏng trong nửa đầu năm. Vân Nam là một phần của vành đai địa chấn vành đai Thái Bình Dương và vành đai địa chấn Á Âu. Nó nằm ở phía đông của khu vực va chạm giữa mảng Ấn Độ Dương và mảng Á Âu. 4% diện tích đất của Trung Quốc đã chịu đựng và trải qua 20% về lượng trận động đất hủy diệt trung bình trên toàn quốc. Và những khu vực có thể xảy ra động đất hủy diệt chiếm khoảng 84% diện tích đất liền của tỉnh. Một trận động đất mạnh từ 7 độ Richter trở lên đã xảy ra hàng năm. Trong vòng 30 năm, chỉ có 8 trận động đất có cường độ 7 độ Richter trở lên, khiến 18.210 người chết, 50.000 người bị thương nặng và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới hơn 20 tỷ nhân dân tệ. Thưa quý vị, 28 con sông có mưa lớn ở Quảng Tây hiện đã vượt mức cảnh báo và nhóm công tác kiểm soát lũ quốc gia hướng dẫn công tác kiểm soát lũ ở lưu vực sông Châu Giang bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, mực nước các sông Quý Giang, Tấn Giang và Tây Giang ở Quảng Tây tiếp tục dâng cao, vượt mức cảnh báo và lũ lụt nghiêm trọng đã xảy ra ở một số khu vực. Trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán sông Châu Giang đã phát động ứng phó khẩn cấp cấp độ 2 để kiểm soát lũ lụt. Đây là ứng phó cấp độ thứ 2 đầu tiên được đưa ra kể từ mùa lũ năm nay. Hôm nay, Tổ công tác Tổng hợp Quốc phòng đã đến tỉnh Quảng Tây và Quảng Đông, khu tự trị để kiểm tra và hướng dẫn công tác phòng chống lũ lụt tại lưu vực sông Châu Giang.
9 giờ sáng ngày 20 tháng 9, Quảng Tây tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão màu da cam. Dự báo trong 24 giờ tới sẽ có mưa to đến rất to ở He Chi, Liễu Châu, Quế Lâm, Hà Châu, Lai Bin và các nơi khác thuộc Bắc Bộ, Hui Gang và Guzhou. Và một số trận mưa lớn sẽ là mưa lớn kèm theo thời tiết đối lưu mạnh như dông ngắn hạn và gió giật mạnh. Đài quan sát khí tượng Quảng Tây dự báo đợt mưa lớn còn kéo dài đến hết ngày 21 tháng 9. Dự báo trong 3 ngày tới, lượng mưa lớn ở Quảng Tây vẫn chủ yếu rơi vào các khu vực phía Bắc Quảng Tây, có nơi còn mưa to đến rất to, vùng Đông Bắc Quảng Tây có mưa. Lúc 9 giờ sáng ngày 20 tháng 9, Trung tâm Thủy văn Quảng Tây đưa ra cảnh báo lũ màu xanh. 41 trạm trên 28 sông đã xảy ra lũ vượt mức cảnh báo từ 0,01 đến 3,74m. Để đảm bảo an toàn cho các hồ chứa trong mùa mưa lũ, nhiều hồ đã được mở liên tiếp để xả lũ, trong đó có hồ chứa vừa lớn nhất Liễu Châu là Siwe River Riversoil. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa gần đây, sông Tây Giang ở lưu vực sông Châu Giang có trận lũ lớn số 6 trong năm nay, sông Bắc Giang có trận lũ số 4 trong năm nay, và lưu vực sông Châu Giang lại một lần nữa trải qua một trận lũ lớn giống như lưu vực. Theo dự báo thời tiết, từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 21 tháng 9 trên lưu vực sông Châu Giang vẫn có mưa lớn. Dự báo mực nước sông Tây Giang có thể tiếp tục lên và duy trì mực nước cao trong thời gian dài. Chiều qua, một trận lũ quét bất ngờ xảy ra tại điểm vui chơi dưới nước Long Khao Gu ở thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên. Nhiều du khách đã bị cuốn trôi gây thương vong nghiêm trọng. Các quan chức Penju ngày 20 tháng 9 cho biết rằng 3 người bị thương nặng đã chết sau khi được cấp cứu không thành công tại bệnh viện và số nạn nhân đã tăng lên 7 người, 8 người khác bị thương nhẹ. Công tác tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường gần hoàn tất. Công tác khắc phục hậu quả đã được triển khai cho gia đình các nạn nhân. Thông tấn xã Trung Quốc đưa tin, Long Khangu, thị trấn Long Men San, thành phố Bành Châu là khu vực thiên tai địa chất cấp 3, dễ xảy ra thảm họa dòng chảy và núi lửa. Năm 2015 và 2017 đã xảy ra thảm họa lũ lụt do nước gây ra, cả nhân viên bị cuốn trôi hơn 100 mét. Ban phòng chống lũ lụt và phòng chống thiên tai phủ của Bành Châu yêu cầu tất cả nhân viên bị cấm xuống sông. Kitu Water là một dòng nước núi nguy hiểm phun trào sau trận mưa lớn cục bộ ở khu vực miền núi vào mùa hè. Nếu ai đó tình cờ ở dưới sông hoặc bên sông, thường là quá muộn để thoát thân và bị dòng nước cuốn trôi trong tích tắc. Nhìn chung, hạ lưu sông nắng đẹp nhưng thượng nguồn mưa lớn bất ngờ gây lũ quét. Một trận lũ quét xảy ra tại huyện Đại Đồng, thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải cũng đã khiến ít nhất 17 người chết và 17 người mất tích. Vào lúc 10 giờ 25 phút tối ngày thứ Tư, trận lốc xoáy trên núi xảy ra sau trận mưa lớn ở huyện Đại Đồng, gây ra lở đất và làm chuyển dòng sông. Tổng cộng hơn 6.200 người ở hai thị trấn địa phương bị ảnh hưởng. Tính đến 8 giờ tối thứ Năm, 17 người đã thiệt mạng và 17 người mất tích do thảm họa. Các video trực tuyến cho thấy huyện Đại Đồng hỗn loạn sau thảm họa. Hầu hết các ngôi nhà bị cuốn trôi, mặt đất đầy sỏi và bùn. Văn phòng chỉ huy tình trạng khẩn cấp tỉnh Thanh Hải cho biết, sau khi kiểm tra tại chỗ của các bộ phận tài nguyên thiên nhiên, thủy lợi và khí tượng, đã phân tích toàn diện 3 nguyên nhân gây ra thảm họa, bao gồm cả lượng mưa liên tục gần đây khiến nước trong đất đạt hoặc gần bão hòa, lượng mưa ngắn và cường độ mạnh. Ngày thứ Tư, lượng mưa lớn và chiều tối khiến lưu lượng sông tăng đột biến lên khoảng 100 mét khối mỗi giây, gây lũ quét. Thưa quý vị, do chịu ảnh hưởng của lượng mưa lớn, tại một số ngôi làng ở thành phố Bắc Lưu, Quảng Tây đã xảy ra sạt lở đất. Tính đến 8 giờ 30 phút tối ngày 20 tháng 9, đã có 7 người thiệt mạng và 1 người mất tích. Mưa lớn đã đổ xuống thành phố Bê Lưu. Một số ngôi làng và thị trấn bị ảnh hưởng với sạt lở đất, lũ bùn và cây đổ. Trong số đó, Da Kun, làng Gao Tang, làng Jo Lung Dong của thị trấn Sim Feng và làng Giang Dao của thị trấn Long Seng đã phải hứng chịu thảm họa lở đất. Hiện tại, các thảm họa mà thành phố Bê Lưu phải gánh chịu chủ yếu là sạt lở đất. Thống kê sơ bộ cho thấy, tại 4 thôn trên xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng hơn với 486 điểm sạt lở. Theo thông tin do Trung tâm Thủy văn Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây cung cấp, do ảnh hưởng của mưa lớn và nước thượng nguồn từ 3 ngày trước đó, 64 đoạn sông thuộc 39 con sông bao gồm Tây Giang, Lưu Giang, Quý Giang và Tương Giang đã xảy ra từ 0,04 đến 3,83m trên mức cảnh báo. Siêu báo động lớn nhất là đoạn sông thuộc huyện Rong Giang, Rong Xui. Lúc 8 giờ 30 phút ngày 19 tháng 9, đỉnh lũ cấp 2 Tây Giang đến thành phố Ngô Châu, Quảng Tây, trạm thủy văn Tây Giang Ngô Châu có mực nước đỉnh lũ là 20,31m, vượt mực nước cảnh báo 1,81m, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục trong khu vực Tài Phán và trận lũ ở Tây Giang trong năm nay, mực nước sông Tiền Giang và sông Tân Giang ở Quý Bình, Quảng Tây tiếp tục ở mức cao. Trong đó, sông Tiền Giang và sông Tân Giang có mực nước cao nhất trên mức cảnh báo kể từ mùa lũ năm nay. Vào sáng sớm ngày 19 tháng 9,
thị trấn Long Tan, huyện Bầu Bàng, thành phố Ngọc Lâm, Quảng Tây hứng chịu lượng mưa lớn liên tục, một số con đường và nhà ở vùng trũng thấp bị ngập lụt. 8 người ở làng Mao Po Si Linh, thị trấn Long Tan đã bị lũ bao vây trong một thời gian, nhưng đã được lực lượng cứu hỏa giải cứu và sơ tán đến nơi an toàn. Theo thông tin từ Cục Thủy lợi Liễu Châu, Quảng Tây, kể từ ngày đầu tuần, thành phố này đã hứng chịu lượng mưa lớn nhất và kéo dài nhất kể từ mùa lũ năm nay và 5.753 người trong thành phố đã ở trong tình trạng khẩn cấp. Động đất ở Bao Đầu. Trận động đất Bao Đầu có 3 kỷ lục về trận động đất ở thời hiện đại. Một là trận động đất 6,4 độ Richter xảy ra vào năm 1996, ít thương vong nhưng thiệt hại kinh tế rất nghiêm trọng. Trận động đất 2,8 độ Richter xảy ra vào lúc 8 giờ 23 phút vào năm 2007 không có thương vong. Vào lúc 7 giờ 5 phút tuần vừa qua, một trận động đất 3,8 độ Richter đã xảy ra ở Dahan, Mauning, United Banner. Vào năm 1996, một trận động đất mạnh 6,4 độ Richter đã xảy ra ở Hayan Hutong, Bao Tu. Trận động đất này là thảm họa động đất lớn nhất ở Nội Mông kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây cũng là lần đầu tiên sau trận động đất ở Trường Sơn năm 1976. Một trận động đất có cường độ từ 6 độ Richter trở lên gây ra thảm họa tại một số thành phố đông dân trong tổng số 1 triệu người. Trận động đất chỉ cách khu đô thị Bao Đầu 10 km. Đến ngày hôm sau, có tổng cộng 254 cơn dư chấn đã xảy ra. Trận động đất khiến 26 người thiệt mạng và 364 người bị thương, trong đó có 6 người bị thương nặng và 5 người mất tích. Diện tích thiệt hại về nhà cửa gần 20 triệu mét vuông, trong đó có gần 430.000 mét vuông bị phá hủy. Dân số 2,1 triệu người, gồm 9 quận và 87 thị trấn. Một số ống khói bị sập ở quận Thanh Sơn, quận Kudulun và quận Singwai của thành phố Bao Đầu và một số tòa nhà bị nứt. Đường dây cấp điện L 10kV từ Bao Tu đến Guiyang bị gián đoạn, gây mất điện ở quận Guiyang. Vào lúc 0 giờ 14 phút sáng ngày hôm đó, văn phòng khu vực Jimeng báo cáo rằng hồ chứa số 2 với dung tích chứa nước 4 triệu mét khối trong khu vực biểu tình NGB của Jimeng Jalat Manor trên bờ nam của sông Hoàng sau trận động đất. Khoảng hơn 10.000 mét khối đất của con đập đang trong tình trạng nguy hiểm. Thiệt hại kinh tế trực tiếp do trận động đất gây ra là khoảng 1,5 tỷ nhân dân tệ. Trận động đất này là một trận động đất trực tiếp tại đô thị điển hình. Cường độ của hầu hết các khu vực ở Bao Đầu là 6 hoặc 7 độ Richter và một số điểm là 8 độ Richter. Thành phố Bao Đầu là một thành phố công nghiệp lớn được xây dựng từ những ngày đầu thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. So với các thành phố khác thì những công trình cũ kỹ nên đã bị phá hủy trong trận động đất này nên tổn thất càng lớn. Sau trận động đất, nhà cửa nói chung bị nứt và hư hại, nhà ở riêng lẻ bị sập, đường cao tốc và cầu bị hư hỏng, đường bị chặn, hồ chứa và đập bị nứt, sạt lở đất, sạt lở núi. Các công trình thủy lợi ở nông thôn và mùa vụ bị hư hỏng, nhiều nguồn cung cấp nước ngầm, đường ống dẫn khí đốt, lò sưởi ở khu vực thành thị bị hư hỏng nặng. Trường học, bệnh viện bị hư hỏng nặng, một số thiết bị quan trọng như dụng cụ chính xác cao của các doanh nghiệp lớn, đơn vị nghiên cứu khoa học bị hư hỏng nặng. Trận động đất này đã gây thiệt hại vừa phải cho 10% số tòa nhà ở khu vực thành thị và 48,7% số căn nhà gỗ, tổng diện tích 4,67 triệu m2 và khu vực nông thôn là 600.000 m2. Tổng cộng 5,27 triệu m2 nhà ở đã bị hư hại ở các khu vực thành thị và nông thôn. Hơn một tháng sau trận động đất, khoảng 250.000 người vẫn phải sống trong các khu trú ẩn tạm thời chống động đất. Trận động đất đã làm hư hại nghiêm trọng nhiều cơ sở của thành phố và các dự án hồ chứa huyết mạch ở khu vực Bao Đầu. Hệ thống mạng lưới phân phối và cấp nước dài 1.100 km của thành phố có 220 km bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau. 26 km trong tổng số 242 km đường ống dẫn khí đốt của thành phố đã bị hư hỏng. Hồ chứa Kudulun, một trong những hồ chứa nguy hiểm quan trọng trong cả nước, đã bị hư hỏng. Dầm chính và trụ cầu của cầu thép Bao Đầu dài 300 m bị hư hỏng nặng. Các trụ của cầu giữa thép Bao Đầu có vết nứt và sụt lún, mặt trên có vết nứt và bị dịch chuyển nghiêm trọng. 3 tổ máy 100.000 kW tại nhà máy điện Bao Đầu số 1 và nhà máy điện số 2 bị ngừng hoạt động trong một thời gian. Nhiều thiết bị trong trạm biến áp bị hư hỏng. Một số thiết bị bưu chính, viễn thông và thông tin liên lạc bị hư hỏng. Một số lượng đáng kể trường học và bệnh viện không hoạt động bình thường. Có 233 trường tiểu học Trung Quốc ở thành phố Bao Đầu với tổng số 344.000 m2 trường học bị hư hại từ mức trung bình trở lên, chiếm 31% tổng số trường tiểu học Trung Quốc trong thành phố và 24,4% tổng diện tích xây dựng trường học, khiến hơn 200.000 học sinh tiểu học Trung Quốc không thể đến lớp bình thường.
có 18 bệnh viện trên địa bàn thành phố với tổng diện tích công trình y tế bị hư hỏng từ mức độ trung bình trở lên là 124.000 m², chiếm 45% tổng số bệnh viện và 36,5% tổng diện tích các công trình y tế, buộc một số bệnh viện có các khoa phòng điều trị ngoại trú đều phải chuyển đến các lều, nhà đơn sơ bên trong để hoạt động. Trận động đất đã làm thiệt hại hơn 1.200 doanh nghiệp ở Bao Đầu ở các mức độ khác nhau, đặc biệt là các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn. Trong đó có 6.029 bộ thiết bị công nghiệp bị hư hỏng, diện tích cây công nghiệp bị hư hỏng lên tới 4,71 triệu m². Trận động đất đã làm hư hại 49 ngôi làng và thị trấn ở các khu vực nông thôn và mùa vụ của thành phố và Sumu ở các mức độ khác nhau và một số ngôi làng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo thống kê, 150.000 trong số 220.000 người ở 16 thị trấn trong quận đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa, 5 người chết, 208 người bị thương nặng, 1.173 người bị thương nhẹ và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 425 triệu nhân dân tệ. Sau mỗi đợt thiên tai động đất đều nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các cấp ủy đảng, chính quyền trung ương, tỉnh, địa phương và các tầng lớp xã hội. Theo thống kê chưa đầy đủ, chỉ sau trận động đất 1.436 chiếc giường và chăn bông, 4.250 chiếc áo bông, 2.000 bộ quần bông, 1.000 chiếc chăn, 200 chiếc lều và 300.000 m² vải dệt đã được tiếp nhận sau trận động đất. 1,02 triệu kg gạo và 2.500 thùng nhựa, tổng cộng 115 xe đã nhận các vật dụng trong nước như lều bạt, thuốc men. Chính quyền tỉnh đã phân bổ 150 triệu nhân dân tệ để trùng tu và tái thiết. Anh Tang, sống tại tầng 5, khu 64 quận Khun, thành phố Bao Đầu cho biết anh đang xem TV trên ghế sofa thì bất ngờ phát ra tiếng vo vo, trần nhà và cả mặt đất đều đồng loạt rung chuyển. Khi anh ấy nhận ra thì mọi chuyện đã kết thúc. Tối hôm đó, anh Feng ở cộng đồng đường Sinh Phu số 1, quận Thanh Sơn, thành phố Bao Đầu đang lướt Internet ở nhà thì một thanh niên nghe thấy một tiếng ầm, đồng thời cảm thấy mình chìm xuống và máy tính tự động đóng. Phản ứng theo bản năng khiến anh lao ra cửa, nhưng anh còn chưa chạy ra khỏi nhà thì ngoài cửa đã có tiếng người chạy. Khi anh ấy xuống lầu, rất nhiều người đã tập trung. Sau khoảng nửa giờ, mọi người lần lượt trở về nhà. Theo báo cáo, hầu hết những người ở ngoài trời đều không cảm nhận được sự xuất hiện của một trận động đất. Theo bản tin của CCTV, một số ngôi nhà ở thị trấn Hoài Nam, thành phố Vị An, thành phố Tam Minh, tỉnh Phúc Kiến đã bị sập vào rạng sáng ngày thứ ba do lượng mưa lớn khiến nhiều người bị mắc kẹt và ít nhất 3 người chết. Các chi tiết của vụ tai nạn hiện đang được điều tra. Theo báo cáo từ Văn phòng Phòng chống lụt bão tỉnh Phúc Kiến, ngày 20 tháng 9, từ 6 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ ngày 20 tháng 9, tổng cộng 22 sông và 30 trạm đã vượt mực nước cảnh báo từ 0,31 đến 4,56m. Trong số đó, các sông trên toàn lãnh thổ Long Giang vượt quá mực nước cảnh báo và lũ lụt từ 0,86 đến 1,38m trên mực nước đảm bảo đã xảy ra tại trạm Melie, San Xian và nhánh sông Guanchanxi, Sitao Station của Sanning Sasi. Thống kê từ 6 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ ngày 20 tháng 9 cho thấy 429 thị trấn ở 39 quận ở Phúc Kiến vượt quá 70mm, trong đó 174 thị trấn ở 27 quận vượt quá 120mm. Với thị trấn La Phiang, quận Kinh Liêu, thành phố Tam Minh, 288,6mm là lớn nhất. Lượng mưa hàng giờ là 88,5mm ở thị trấn Quy Tan, huyện Lan Chanh, thành phố Long An. Bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, lũ lụt đã xảy ra một số khu vực ở Long An và San Minh, Phúc Kiến. Đội cứu hỏa tỉnh Phúc Kiến tiết lộ rằng từ 0 giờ đến 5 giờ 30 phút chiều ngày hôm kia, đội cứu hỏa của tỉnh đã nhận được tổng cộng 58 báo cáo của cảnh sát liên quan đến lượng mưa lớn, trong đó 43 ở Long An và 15 ở San Minh. Chủ yếu là các tình huống cần cảnh sát chuyển đi, tổng cộng 629 nhân viên cứu hỏa và 34 thuyền kayak đã được điều động để hỗ trợ chuyển 423 người sơ tán và giải cứu 10 người bị mắc kẹt. Ngoài ra, công ty trách nhiệm hữu hạn State Grid Fujian Electric Power cho biết lượng mưa lớn khiến một số đường dây tải điện ở Phúc Kiến không hoạt động do thiên tai địa chất. Đến ngày 20 tháng 9, toàn tỉnh mất điện tổng cộng 91.600 người. Hồ Nam mưa xối xả cũng khiến 10 người chết, 3 người mất tích, gần 1,8 triệu người và hơn 2.700 ngôi nhà bị sập và hư hỏng. Tỉnh Hồ Nam đã bước vào mùa lũ chính một cách toàn diện. Từ một tuần nay, quá trình mưa có thời gian dài nhất và cường độ mưa lớn nhất trong năm đã xảy ra, gây ra một số vụ sạt lở đất và sụp đổ các tòa nhà và một số lượng lớn cơ sở hạ tầng công nghiệp và nông nghiệp bị hư hỏng. Tính đến ngày 21 tháng 9, 1.794.500 người ở tỉnh Hồ Nam đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa, 10 người chết và 3 người mất tích do thảm họa, 1.195 ngôi nhà bị hư hỏng và 2.766 ngôi nhà bị sập và hư hại nghiêm trọng. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 4,074 tỷ nhân dân tệ.
Dịch vụ tin tức Trung Quốc đưa tin, chính quyền tỉnh Hồ Nam đã thông báo cho công chúng về việc kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai, cho biết kể từ mùa lũ năm nay, lượng mưa ở Hồ Nam đã cao hơn 20% so với bình thường, đặc biệt là kể từ cuối tuần trước đó, lượng mưa đợt này nhiều hơn so với bình thường. Cường độ, thời gian dài và các vùng trồng lấn gần như lan rộng ra toàn bộ Hồ Nam, và cường độ mưa ở nhiều điểm đã vượt quá hoặc gần với mức cực đoan lịch sử. Lượng mưa lớn khiến diện tích cây trồng trên địa bàn tỉnh là 1,4424 triệu ha, 22 thành phố bị ngập lụt, 88 mái ta luy bị hư hỏng do ngập lụt trên các tuyến đường cao tốc trong tỉnh, thiết bị phân phối điện, một số khu vực bị hư hỏng, ảnh hưởng đến khoảng 560.000 người. Lượng mưa lớn cũng gây thiệt hại cho 3 hồ chứa và các công trình khác ở các mức độ khác nhau. Vân Nam và Quảng Tây có mưa liên tục, mưa xối xả gây lũ lụt khiến nhiều người thiệt mạng và mất liên lạc. Tại Quảng Tây, 3 em nhỏ bị nước lũ cuốn trôi trên đường đi học, 2 em đã tử vong sau khi được cứu. Sáng thứ Tư tại thị trấn Đa Tang, huyện Tân Thành, thành phố La Biên, tỉnh Quảng Tây, mưa lớn đã xảy ra lũ lụt, 3 trẻ em bị cuốn trôi. Anh Chen, một người dân tham gia cứu hộ cho biết, vào khoảng 7 giờ 10 phút sáng hôm đó, anh thấy rất đông dân làng tụ tập khi kiểm tra hàng hóa trong kho của mình. Sau khi hỏi thăm, anh mới biết là vô tình có một học sinh trên đường đi học bị lũ cuốn trôi, mọi người đang trông ngóng. Vụ việc cách trường tiểu học 1-2 km. Vào thời điểm đó, do chiếc xe ô tô đưa đón các em đi học bị hỏng trên đường, nên các em xuống xe đi bộ đến trường. Một em bị ngã thì các em khác lao vào kéo nên bị nước cuốn trôi mất tích. Jimu News đưa tin, hai nạn nhân là người dân làng Luan, cậu bé 12 tuổi Lan Jong và bé gái 7 tuổi Meng Tian. Theo người dân của Lan Jong, bọn trẻ chỉ xuống xe và đi bộ vì xe buýt của trường bị hỏng. Sau khi xuống xe, một số người trong số họ đã bị cuốn vào mương nước ven đường. Thấy vậy, Lan Jong đầu tiên đưa em gái đến nơi an toàn, sau đó kéo một bé trai khoảng 6 hoặc 7 tuổi lên. Nhưng cuối cùng, Ramon Tian, Jong và Meng Tian đều bị rơi xuống mương và bị cuốn trôi. Thi thể của họ được tìm thấy dưới cống. Em gái 9 tuổi của Meng Tian cũng có mặt trên xe buýt của trường vào thời điểm đó. Cô cho biết sau khi xuống xe, họ tiếp tục đi về phía trước. Lúc đó, nước chảy xiết, vừa đi đến nơi an toàn thì nghe tiếng kêu cứu của chị gái phía sau. Lan Jong chạy đến kéo em gái lên và cuối cùng cả hai bị cuốn trôi. Theo người thân của Meng Tian, vào lúc 7 giờ sáng hôm đó, giáo viên của trường thông báo với phụ huynh trong nhóm WeChat rằng nếu học sinh không đi học được do trời mưa thì có thể xin nghỉ phép. Nhưng đứa trẻ đã lên xe và đến trường vào thời điểm đó. Em gái của Meng Tian nói rằng tài xế cũng nghe thấy trong xe nói rằng anh ta không cần quay lại trường học. Nhưng khi anh ta chuẩn bị quay trở lại thì xe buýt của trường bị hỏng. Theo người dân, người tài xế họ Hoang lái xe tải nhỏ và đưa đón trẻ em trong nhiều năm, 650 nhân dân tệ mỗi học kỳ. Do hơn chục đứa trẻ trong thôn phải đi ô tô nên có khi tài xế phải quay đi quay lại hai lần mới đưa được hết các cháu đến trường. Hiện tài xế đã được các bộ phận liên quan khống chế. Động đất mạnh 5,7 độ Richter đã xảy ra tại ngã ba Vân Nam và Từ Xuyên. Thưa quý vị, vào lúc 19 giờ tối ngày thứ Bảy vừa qua có tin một trận động đất 5,7 độ Richter xảy ra tại ngã ba tỉnh Vân Nam và Từ Xuyên lúc 15 giờ 59 phút ngày hôm đó tại huyện Ninh Lang, tỉnh Vân Nam, làm cho 2 người chết và 100 người bị thương. Sau thảm họa, Wu Jiaoxi, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam đã chỉ đạo thành phố Lệ Giang nhanh chóng hiểu được tác động của trận động đất đối với sản xuất và đời sống của huyện Ninh Lang, đồng thời kích hoạt kế hoạch khẩn cấp động đất để làm tốt công tác cứu trợ động đất. Xây dựng, giáo dục, giao thông vận tải, du lịch và các bộ phận liên quan khác đã thành lập một nhóm công tác khẩn trương đến khu vực bị động đất để hỗ trợ hướng dẫn công tác cứu trợ động đất. Hiện tại, Sở Nội vụ tỉnh Vân Nam đã phát động ứng phó khẩn cấp 3 cấp, khẩn cấp điều động 300 lều, 500 mền và 500 áo khoác đến khu vực thiên tai, đồng thời cử một nhóm công tác đến khu vực thiên tai để hỗ trợ hướng dẫn công việc cứu trợ thảm họa. Sở Y tế Vân Nam đã cử hơn 30 bác sĩ và 6 xe cứu thương đến hiện trường để cứu hộ. Được biết, đội công tác hiện trường động đất đầu tiên bao gồm 11 người do Giám đốc Chen Quinn dẫn đầu, đã được điều động bởi Cục Quản lý Động đất tỉnh Vân Nam trên đường đến hiện trường. Vào lúc 15 giờ 59 phút ngày thứ Bảy, một trận động đất mạnh 5,7 độ Richter đã xảy ra tại ngã ba Lệ Giang, tỉnh Vân Nam và Lương Sơn, tỉnh Từ Xuyên. Theo báo cáo từ các sở động đất của tỉnh Vân Nam và Từ Xuyên, hai người đã thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương. Một số ngôi nhà trong khu vực bị động đất bị sập và hư hỏng. Thông tin liên lạc bị gián đoạn tại thị trấn Vĩnh Ninh, huyện Ninh Lộ, tỉnh Vân Nam. Những người đi du lịch tại khu thắng cảnh Hồ Lugu ở Lệ Giang, Vân Nam đang trên Weibo rằng các ngôi nhà địa phương bị hư hại ở các mức độ khác nhau do trận động đất
và một số du khách bị thương do đá rơi. Cô Junji mô tả trận động đất khiến máy biến áp rơi xuống lề đường và dây điện bị đứt khoảng 2 phút sau khi trận động đất xảy ra tại ngã ba Vân Nam và Tứ Xuyên. Lúc 16 giờ 01 phút, một trận động đất khác mạnh 3,3 độ Richter xảy ra tại huyện Yangyuan, khu tự trị Lương Sơn Nghệ, tỉnh Tứ Xuyên. Gần đây, các trận động đất nhỏ thường xuyên xảy ra ở nhiều nơi. Theo tin tức do Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc đưa ra, tổng cộng 46 trận động đất đã xảy ra trên toàn quốc, bao gồm cả Đài Loan, kể từ tháng 6 năm nay. Trận động đất có cường độ xảy ra lúc 5 giờ vào ngày 10 tháng 6 ở vùng biển gần Jilin County, Đài Loan, mạnh 5,9 độ Richter là trận có mức cao nhất. Động đất ở Yangtze 4,9 độ Richter đạt kỷ lục trong hơn 60 năm qua. Quý vị thân mến, Cục Khí tượng Trung ương cho biết vào lúc 4 giờ 22 phút chiều ngày 21 tháng 9 tại thị trấn Yangtze, huyện Tân Trúc, một trận động đất với cường độ 4,9 độ Richter đã xảy ra tại Yangtze thị trấn, huyện Tân Trúc lập kỷ lục hơn 60 năm và là trận động đất lớn nhất. Trận động đất có cường độ 4,0 độ Richter ở thành phố Jubei và một số dư chấn với cường độ 3,4 độ Richter xảy ra gần tâm chấn lúc 4 giờ 29 phút sáng ngày sau đó. Trung tâm dự báo động đất thuộc Cục Khí tượng Trung ương chỉ ra rằng trận động đất mạnh 4,9 độ Richter, tâm chấn là 24,75 độ vĩ Bắc, 121,27 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu là 6,7 km thuộc loại động đất cực nông. Theo Trung tâm dự báo động đất, nó là một trận động đất nông trong độ sâu 70 km và một động đất cực kỳ nông trong độ sâu 30 km. Các trận động đất lớn nhất bao gồm 4 độ ở thành phố Jubei, huyện Tân Trúc, 3 độ ở thành phố Judong, 3 độ ở thành phố Trung Liên, huyện Đào Viên, 3 độ ở thành phố Đào Viên, 3 độ ở Niju, huyện Jilan, 2 độ ở Nam Ao, độ 2 ở thành phố Đài Bắc Mới và 2 độ Richter ở thành phố Đài Trung, 1 độ thành phố Đài Bắc. Huy Linh, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Động đất cho biết, vào ngày 14, trận động đất có cường độ 4,3 độ Richter đã xảy ra gần tâm chấn của thị trấn Yangtze. Trận động đất 4,5 độ xảy ra vào năm 1954 và chưa có trận động đất nào lớn hơn 4,5 cho đến ngày hôm nay.